Chào cả mọi người nhá, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay lại một cái video nữa mình bóc hàng cho anh em xem. Đây là cái con máy cấp dòng nhá mọi người nhá, mã của nó là P305D, mình mua ở trên TikTok nhá mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho mọi người cùng xem này. Đó, những anh em nào mà sửa chữa máy tính với cả điện thoại như mình thì đa số dùng cái con đồng hồ dòng này nhá mọi người nhá. Và đợt này mình mở lại cửa hàng cũng chơi liều một quả luôn, là đặt hàng ở trên mạng chứ không đi tận nơi mua như ngày xưa cái ngày mới mở nữa. Đây mình sẽ rạch cái hộp nó ra nhé mọi người nhé. Đây của hãng Sơn Sinh này đó. Ok, bây giờ mà không đồng kiểm thì không biết là có kiện được shop không, bởi vì là cái này thì mình được kiểm tra trước khi chúng ta thanh toán nhé mọi người nhé. Đây cái hộp nó đây ở bên ngoài cái hộp hàng. Ôi, đáng lẽ phải có hai người mở mới đúng mọi người ạ, bởi vì nó lạnh mà. Đây mình phải đặt ngược nó lại để mình nhấc lên nhá. Đó. Rồi ok, bây giờ lại ngược nó lại để mở tiếp này. Trên đây là cái sách hướng dẫn sử dụng của chung của mình sẽ bỏ sang một bên nhé. Con này thì mình đã dùng rồi, ngày xưa bỏ cửa hàng ấy xong là nghỉ, thế nên là đồ đạc là cho hết, vui lên là cho. Đây mọi người, nhân vật chính của chúng ta đây nhé mọi người nhá. Kèm theo chúng ta thì ở trong cái hộp này nó không có cái gì cả, nó chỉ có một cái dây để âm dương chúng ta kẹp vào để chúng ta kẹp nguồn như này thôi. Ví dụ như là các bạn dùng laptop thì nó sẽ có, mình sẽ đặt mua một cái bộ kiểu như là chuyển đổi ấy, tất cả các chân của laptop thì mình dùng cái bộ đấy thì mình lại chưa đặt, nhưng mà nó chưa về đến nhà. Đây mọi người này, đó rất chi là ok nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cắm thử nguồn của con này xem nào. Bây giờ mà cắm nó không lên thì hơi buồn cười đấy. Ok, bây giờ ở đây thì mình sẽ có cái nút nguồn nhé mọi người nhé. Đây mình bật nó lên này. Ở đây thì nó đang là 4,4V, chúng ta dùng cho được điện thoại nhé. Ở đây thì có một cái chân giữa này mình không dùng đến, mình chỉ dùng chân âm và chân dương thôi này. Ở bên này là chúng ta có cái nút ở giữa này, mini ampere và ampere này. Đó, đây này, điều chỉnh mini ampere nhé. Ví dụ như là mình hay đo dòng chập, mình sẽ nhảy sang mini ampere như này. Đó, và bên này là volt, bên này thì là lên chậm này. Đó, lên chậm, lên từng volt một, từng phẩy một. Còn bên này là lên nhanh này mọi người này. Đó, nó tối đa là 30V nhé. Đây, 29,9 là 30V này. Rồi, ở đây mình có một cái dây thử của mình. Và đây là cái mình cắt ra từ cái sạc HP của mình nhé. Và mình sẽ thử gắn vào xem là có sạc được cho cái máy tính của mình không nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ đấu nó vào này. Ngày xưa là mình có một cái chân da của Lenovo đấy, và tất cả các đầu của laptop thì là nó sẽ cắm được vào cái chân đấy. Thì hiện tại mình đang đặt, nó chưa về đến nơi, nhưng mà cái hàng này nó về trước rồi, vẫn máu, có nghĩa là máu. Đập hộp ra cho mọi người cùng xem nhé. Mình sẽ bặm nhỏ luôn đi nhé mọi người nhé, để tránh cái trường hợp mà chẳng may mà nó chạm một cái thì mình còn đỡ bị kiểu như là tạch tạch ấy. Cứ 12V nó lổ kinh lắm mọi người. Đây mình sẽ kẹp thử vào đôi nhé. Các bạn lưu ý cho mình nhé, ví dụ như là các bạn nào mà đây mình kẹp thử thôi, thế nên là mình cũng không cần chắc chắn. Nếu chắc chắn thì chúng ta cần phải xoáy cẩn thận. Rồi, và một bên cho chân dương này nữa này. Các bạn lưu ý nhé, điện thoại thì chúng ta chỉ là 5V thôi. Còn máy tính thì các bạn cho mình là 19V nhé. Các bạn đừng cho quá là cháy máy của các bạn đấy. Đây, cái máy có nguồn 18V là ok rồi. Bây mình sẽ thử cắm con máy tính của mình vào xem là nó có nhận không nhé mọi người nhé. Đây, con HP này. Đây, đang ăn dòng lên nhé mọi người nhé. Máy của mình báo sạc này, đây này. Ăn dòng như này là ví dụ như thường thường là mình bọn mình sửa laptop ấy thì nó sẽ có kiểu của nó, chúng ta nhìn chỉ cần nhìn vào cái dòng bên này thôi là mình đã biết bệnh của những cái máy này là nó đang bị bệnh gì rồi, nó đoán được tầm 80% nha mọi người nhé. Rất chi là ngon, ví dụ như cái máy này chúng ta hoàn toàn có thể về
chúng ta cấp nguồn những cái thiết bị của chúng ta dưới 30V là dùng cái máy này được nhé mọi người nhé. Đó, bỏ hơn 1 triệu ra đâu rồi, cái vỏ nó đâu. Đây, mình mua là 1 triệu 2 nhé mọi người nhé. Đây này, vẫn còn mát cái này, 1 triệu 2 mọi người ạ. Đây, 1 triệu 2 nhé. Mua 1 triệu 2 cái máy này ở trên TikTok, ok.